Ok, hôm nay anh em. Tối nay thì chúng ta lại tiếp tục một con game mới. Thực ra thì cũng không mới lắm. Game này lúc trước tôi đã chơi trên cái kênh video của mình một lần rồi. Lúc đó thì nó chỉ có phiên bản demo thôi. Game này dịch ra có nghĩa là anh hùng nhân gian. Đây, anh hùng nhân gian. Lúc trước thì trên kênh tôi đã chơi một lần phiên bản demo đó. Anh em nào muốn có thể thử qua. Thì vài ngày trước nó đã ra cái phiên bản đầy đủ của game này. Thì anh em có thể cảm nhận nó rất là nhiều. Nhiều hơn cái bản demo nhiều luôn này, nên hôm nay thì tôi cũng sẽ chơi thử qua phiên bản đầy đủ này. Trong là đồ họa nó pixel có vẻ đơn giản tí nha. Đây, xem thử cái trailer 1 phút 14 giây. Life in a small village went on as usual. But peaceful life came to an end. Đồ họa cũng nhìn đi đơn giản nhưng mà cũng có nét đẹp rất là riêng nha. Phối màu thì rất là tốt đó. Nét đậm, nét nhạt với nét viền rất là đẹp. Cơ bản với một con game indie mà thiên về hành động action Google Live như thế này thì gì đủ rồi đó. Thế giới rối loạn xuất hiện một anh hùng có khá nhiều lối bui luôn nè. Thì lần trước tôi chơi thì ăn hành nhiều lắm, hy vọng lần này thì đỡ ăn hành hơn thôi, chứ mà cũng không có muốn, không có đủ trình để mà vượt qua mấy màn chơi nhiều đâu. Mấy con game thiên về kỹ năng như thế này thì tôi hơi bị kém đó. Chơi mấy game chiến thuật đầu tính toán đầu thì còn đỡ hơn tí. Thì có rất nhiều lựa chọn với góp sành nha. Game thì trông đơn giản như thế này thôi, chủ yếu vẫn là cái gameplay của game mang lại thôi. Sao anh hùng một giam đây, anh hùng nhân gian chứ. Game hành động chặt chém với cái yếu tố là lấy bối cảnh của thế giới giả tưởng có tên là Savit, khám phá một hòn đảo luôn luôn thay đổi, tìm kho báu và kết hợp các loại vũ khí, các trang bị để đánh bại kẻ thù mang tính thần thoại. Mỗi cuộc đời là một lần thử. Đồ họa nhìn kỹ thì nó cũng đẹp chứ không đến nỗi tệ đâu. Nhất là thiết kế của SUV bây giờ đã có đầu tư hơn rất rất nhiều nè. Q thì cũng mà rất là hiệu ứng rất là tốt Thậm chí có màn đêm tối nữa nè. Chứ không phải là chỉ đơn thuần là lao vào chặt chém thôi. Thậm chí có đinh gành lâu đài để đánh boss luôn. Ok, game cũng mà trước mắt thì thấy ổn đó. Ừ, sao không thấy review của tôi ta? Đây, game này lúc trước tôi đã review một lần rồi. Nào, anh em có thể xem qua phiên bản demo của game ở đây. Cái tên là Anh hùng nhân gian, trừ gian diệt ác. Ai chơi bản đầy đủ sẽ thử hơn. À, trên Steam Deep á, đang có một số cái event tặng cho cái sự kiện mà Noel này. Đây có ông ta. Anh em nào nó muốn thì có thể lên thử qua sự kiện Steam Gift. Anh em bấm vô ngay cái trang chủ nè, kéo xuống gần cuối á, sẽ thấy cái này. Happy Holiday. Đó. Là mỗi ngày, mỗi 24 giờ là đúng một ngày á, mình sẽ nhận được là được quyền mở 5 cái hộp gift book này. Anh em có thể là kéo xuống nó nằm ở gần gần cuối trang hoặc là nó nằm ngay đây nè. Holiday event nè, Holiday event nè. Đó, anh em vô là bấm mở mấy cái hộp này. Bây giờ hiện tại nó hơn 200 hộp rồi. Thì nói chung là vô cái hộp này người ta sẽ không biết là game gì, nên là trông nó khá là thú vị đó. Anh em mà có key game á muốn tặng thì có thể lên đây nha. Đây, con game mà của tôi nè. Thì tất nhiên anh em biết con game này là game gì rồi. Nên anh em nào chưa có game muốn nhận thì cứ bấm vào nhận, mà anh em nào mà muốn dành tỷ lệ ưu tiên cho mấy game khác đó thì chọn mấy cái khác. Đây có rất nhiều game. Hồi lúc sáng tôi lên á thì chỉ có mới có là mười mấy cái hộp thôi, bây giờ nó ra rất nhiều rồi. Thậm chí có anh em trên VOZ tìm được luôn cái con game khá là hot để tôi mở ra. Trên VOZ á có nhiều anh em là còn tìm được mấy game xịn sò đó. Nào, hồi sáng đưa vô thì chỉ có mấy cái thùng như thế này thôi, thì tôi cũng đã mở gần hết rồi. Trên VOZ có anh em là mở được cái hộp Kitchen Evil 6 là rất là ngon luôn nha. Đây có để liền ra luôn nè, nhưng mà mình vô coi thì không được đâu. Do cái event này giới hạn nên chỉ những người nào chọn đúng cái hộp may mắn thì mới vô được đây. Thậm chí có bác còn mở được một con rất là độc đó. Tem tem là tem tem thì ok cũng hay đó.
Đây, Starfield luôn nè. Thím này đúng là nhân phẩm. Mở được cái hộp có Starfield. Anh em mở được cái hộp thôi nha, chưa chắc là em trúng. Thì nó vẫn như mình tham gia mấy cái giveaway và quay bình thường nhé. Thì cứ mở lên hên xui vô được con game nào thì dính game đó. Đó, ví dụ nè. Như con game này thì con game Super Hot. 55 phút nữa thì nó sẽ kết thúc cái sự kiện này. Hiện tại là có tới 1.300 người tham gia rồi. Tức là tỷ lệ của anh em khoảng là 0.6% thôi. 0.7, 0.8% thôi. Tuy thấp nhưng mà tham gia cho vui. Còn anh em mà vô cái event này á, tỷ lệ rất là cao luôn. Lúc sáng được tham gia là chỉ có 1 trên 20 thôi. Đây con game của tôi mới tạo nè, cắt muốn lòi con mắt luôn. Rồi, giới thiệu cho anh em mà lên tham gia mấy sự kiện chơi vui vui. Bây giờ thì vô game đó. Mấy con này là tôi sẽ trả nợ dép hết nè. Thôi, không chơi tay cầm đâu. Con này dép vừa mới gửi xong, mới cài vô, cũng khá giống là Game World. Sao nó mở màn hình bên kia ta? Mày kéo về màn hình VHD. Không, chơi bím chuột cơ. Rất tiếc là không có tiếng Việt nha, game hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ luôn. Vẫn là mong chờ một ngày nào đó có mấy game tiếng Việt của mình được lên đây. Đây. Không có gương màn hình. Không có full màn hình luôn. Để cửa sổ như thế này đi, cho FPS nó ổn định. Tại vì con máy thôi nó chạy ngầm rất nhiều thứ nữa. VSync thì nếu như nó ổn định thì không cần bật đâu. Rồi, chúng ta vô game. Lock 3. Hàng thế kỷ xứ trước là một dân làng có một cuộc sống rất là yên bình. Nhiều thế kỷ trước rồi. Dân làng học cách chế tạo câu cá. Những người đàn ông thì tôi nhanh quá tôi động không kịp rồi. Nhưng yên bình đã kết thúc khi mà có một hòn đảo bí ẩn xuất hiện ở gần đấy. Đây nè. Nhìn như đảo quỷ rồi đó. Dân làng thì trốn tránh của bọn quái vật. Động vật thì trở nên thiên nhiên. Động vật thì trở nên cực kỳ hoang dã. Nhầm. Dân làng đã buông bỏ hy vọng cuối cùng cho đến khi một anh hùng xuất hiện. Đấy à. Rồi. À, xong rồi đó hả? Cốt truyện thì tương đối đơn giản nhưng mà cũng có đầu tư nha. Tôi phái mấy con game cốt truyện đơn giản vậy thôi. Đi, kêu mình thử với con này trước. SFX. Cái này chưa có gì cả. Cái lá cờ trên đây số 0 là cái gì đó? Chào thiên trưởng. Cái này là artifact, gọi là thánh di vật đó, cổ vật cũng được đó. À, chuột trái, chuột phải, bắn cung. Bắn cung là mình phải tốn thời gian ngắm đó nha. À, tốn stamina. Bắn một phát là bắn một phát là tốn 14 stamina. Mình có thể bắn được 7 phát. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, hiểu rồi. Tab là ba lô hả? Ủa, nó ghi là 5% mà ta nè. Đam 60 là nút ship. Rồi, lên đảo. Bạn có muốn lên đảo bây giờ? Ra đảo. Nó tự chuyển màn hình về cái cửa sổ nha.
Này là mấy cái bẫy? Nó có cái bản đồ mini map đây nè, với cái bản đồ chính ở đây. Mình bây giờ là mình chỗ này phải không? Mình ở ngay đây. Mình đang chỗ này. Đi lên trên thì có cái bánh quy gì đó. Ở đây có gương nè. Lọ thuốc không biết gì nó tăng cho mình 5% cơ hội kích đam. Ê ê ê. Ừ, bắn dưỡng địa hình nữa nha. Ây da. Nó chém nhẹ cái mình mất 15 máu. Cái này phải gương không? Cái gương này mới rồi nó không hiện nữa. Bây giờ lên trên lấy cái bánh quy thứ hai. Ủa? Nãy giờ quá, bị nó đánh hai cái rồi. Ông này ông bán thuốc. Là có cái bình thuốc này nè, là ông đang bán thuốc, hiểu rồi. Tiền của mình coi ở đâu ta? Là đây, 200 đây. Cái lá cờ là cái gì không biết. Cái này cái lọ hồi máu. Cái lọ này tăng máu tối đa. Cái lọ này tốc độ di chuyển. Tăng được 20 máu cũng được. Ai đây, ai đây, ai đây. Cái này dân làng. Cái đỏ đỏ là gì? Ây da. Lũ đảng nó. Cái này cái bẫy, cái đỏ đỏ nó cũng cái bẫy luôn. Điền trên có cái bánh quỳ. Bánh quỳ đó là cái gì đó? Quái nó dính bẫy không? Dính dính. Headshot. Anh hùng xạ điêu. Ai đây, ai đây? Quái hay là người đây? Nói chuyện đi, nói chuyện. Mình dời. À, ông này ông bán gì đây? 150. Cái này là cổ ngữ hệ quả, cái này cổ ngữ hệ xét. Trăm rưỡi là vừa đủ tiền luôn á. Tôi đang muốn mua máu hơn, nhưng mà trên lần đầu thì mình nên khám phá đi. Lửa hay là xét? Lửa. Bắn sẽ gây hiệu ứng lửa. 8 unit. Hiệu ứng lửa này sẽ góp một phần máu 10%. Có cơ hội góp 10% máu. Còn cái hiệu ứng sét gây kết nối vô cái quân địch 5 unit. Thôi chơi lửa đi. Lửa mình đánh cá nhân mạnh hơn. Nên vô cái này. Vô nhấn dấu cách để chọn. Nhưng mà hai lửa thì sao ta? Hết tiền rồi. Cái này là kill nha. Đây em nhớ hình nha. Bây giờ mình đi xuống dưới có cái lò gàng thì chắc nâng cấp này. Né không kịp.
hai có 100 tiền, đánh con nhiêu tiền đó. Chào cụ. À, nâng cấp vũ khí nó lên có 300 đam à, giảm 10% stamina. Chơi đường cung đi, có tiền rồi. Bây giờ đi xuống dưới, đi qua bên phải là mua thuốc. Này thì sói. Đứt một cái cũng 15 mana, nói chung là mình chỉ có thể 6 cái thao tác một lần thôi. Đi xuống dưới cái vùng mới mình chưa biết nè. Ủa khu này không có quái hả ta? Nó trống rỗng hả? Bây giờ chắc đi sang trái. Đó là mình đang ở khu này nè. Đầy máu đây nè. Ta là anh hùng. Cái này cái cửa trên mình đi, cửa dưới, cửa trên cái đây rồi mình quay lại. Khu này nó nhỏ xíu à. Đi lên đây mua cái bánh quy là xong rồi đó. Đóng cái gì? Da. Con cái gương với cái dấu chấm hỏi. Lửa hả? Bây giờ lửa của mình đốt được 12 máu. Cái này chỉ máu tới 400 lận. Ủa? À, có quái xuất hiện là không biết mất. Cái lửa này nhiều nữa ta, 400 lận mắc cái gì không? Bên kia bán có 100 mà. Một con 25 đồng, mình đánh một con nữa là đủ tiền mua bên kia. Còn quái nào không anh ơi? Chém dân làng được không ta? Ủa? Ôi ơi, đánh bó này cho em mua gì?
bắn hụt không à. Trời né gì mà vẫn dính. Cái gì đây? Amber hả? Rồi, chơi xạ thủ đi. Cái này đụng vô được có sao không? À không sao hết. Bên trái này, cái bên trên bên phải là cái vũ khí à? Lên thử nha. Đam lên 70, lên được 10 đam. Giá 100 tiền. Cái này thì bắn nhanh hơn á, kinh đao 27 là sao? À cái chiêu cuối nút ship, nãy giờ tôi chả có xài luôn. Mưa tên, nãy giờ quên mất tiêu cái nút này. Có 100 tiền à. Mua không ta? Không mua đâu. Nãy giờ quên xài, giá sao thì khỏi mua. Đi vòng quanh trái cái đó. Ủa cái gì đây? Có cái gương 5% máu, 500 gít, ngon. Bây giờ mình đi qua trái coi cái cục trắng là cái gì. Rồi mình lụm không kịp là nó mất luôn. Đồ độc ác. Đi quy. Bấm đầu nút ship ta. Tuôn quân địch vào ở gần trong 5 giây, đao 30%. Tấn công chảy máu quân địch có thể hồi được 1% máu, là một máu à. Giết 5 quân địch mà không có bị mà gây sát thương á sẽ nhận được cái ba ghi. Cái này để đi đôn thôi, cái này thì lâu dài hơn nè. Mà cái này nó màu vàng là sao ta?
Mình vừa hồi máu vừa có khiên nữa thì ngon. Cái gì đây? Rồi có luôn nè. Vậy mua một cái nữa được không? Mua một cái nữa thì nó cộng dồn không? Anh em nghĩ làm sao ta? Tôi thì không, ở trên này nó có bán đồ nè. Cái gì ông này ông nói cái gì? Mình nên đi đến cái cáp. Bạn không được chờ đón ở đây. Những cái tên cướp, sao nó kêu mình cướp? Tôi là anh hùng Am Hego. Nó tự đạp bẫy luôn kìa. Ủa sao còn cái chấm máu à? Cái bàn nó vẫn dính đam hả ta? Mình là anh hùng mà dân làng nó kêu mình cướp. Làm chậm thì cái cung nó ngon hơn á, nhưng mà ạt trong đây nó mất chảy máu không ta? Mình hiện đang có ba lửa không này nè, nhưng mà cái chảy máu của mình thì sao? Làm chậm vô cung thì rất là ngon này, thử coi. À nó vẫn còn ba cái nha. Một hồi nữa tôi đưa cái xét tôi luôn. Ủa nó hiện cái chấm vàng ở đây là sao ta? Đi qua lò rèn. Đi trên cái đi. Chào dân làng, nói chuyện với ai? Ủa, cái gì đây? Tăng cái đam 10% trong vòng 5 giây nếu có 3 quân địch ở gần bị dính bất kỳ cái ảnh hưởng nào. Cái này thì đi với cái xét nè. Cái xét này nè. Đó, khi mình đánh thì nó gây đam lên rồi tới 5 lên mà quân địch ở gần lắm. Nhưng mà xét dây nha.
5 cái này là hợp. Bây giờ mình có thể gấp được 5 cái cháp. Một cháp có 30% cơ hội bị phá hủy khi kích hoạt xong. Tăng đam khi quân địch bị stun. Mình đâu có cái nào stun đâu. Mà 350 là hơi mắc á. Điên trên coi cái lò rèn nó sao cái đó. Dân làng bây giờ nó chả nói chuyện với mình đó. Mặc dù mình là anh hùng đi cứu nó nha. Chỉ được update một lần thôi, dù mình còn rất là nhiều tiền. Nói chuyện không? Mấy con quái vật thì trở nên hoang dã hơn rất là nhiều, nhưng nó không thể sống mà thiếu nước. Nguyên cái khu này mình đi hết rồi. Xuống mua cái dưới đi. Cái ảnh hưởng bởi bà hiệu ứng đó. Chứ tiền nãy giờ mình cầm 550 nè. Đây, nó nằm ở đây. Cái này dạng như cái thánh tích nãy là artifact đó. Phải đi xuống dưới thì đi qua phải rồi đó. Chỗ này chỗ mới hả ta? Ê ê. Lũ đạn nó chạy nhanh quá, phản ứng không kịp. Nhìn trên cái mini map thấy rồi đó, nhưng mà không kịp phản ứng luôn. Đây nó nè. Đi lên là đấu boss. Không không không. Đi qua phải đi xuống. Mất cái cục tiền ở đây rồi. Yeah. Bốn hết. Máu kìa, máu kìa. Còn vẫn thiếu 10 máu. Cái gì đây? Cơ hội hiểu biết về mấy cái loại thuốc 50%. Tức là thuốc nó không chỉ có tác dụng tốt mà có thể có tác dụng xấu nữa. Nên cắn bậy bạ cái là đi luôn á. Chỗ này chỉ có đường đi xuống thôi. Có quái không? Có luôn.
này nâng ulti thì nâng thời gian đi. Bây giờ đi đánh boss thôi, đi lên ghé trái rồi đi lên tiếp, lên ghé trái đi lên. Ủa nó có cái chấm gì trên bản đồ này anh em thấy không? Nè 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 nè. Đen đen hả? Đen thôi đỏ quên đi. Kìa. Dư chấn địa chấn đúng không? Cái gì cái gì cái gì à, điều khiển ngược hướng lại. Học vậy. Rồi, mũi. Con này con mũi chứ con gấu cái gì? Lấy được tất cả luôn hả? Amber là cái gì đó? Nè. Mình được hai cái amber rồi. Bốn lửa. Một sức quyết. Một làm chậm. Gì đây? Ấy, mèo thân. Hồi nãy dân làng kêu mình đi gặp con mèo, là con mèo này nè. Sao bạn ở đây? Khởi nhân lỗi bé nhỏ, ngươi bị lạc à? Đừng sợ hãi, ta chỉ là một con mèo già mà thôi, nơi bảo vệ cái cây của cái vùng đất Bian này. Tôi thấy chúng ta nên chia sẻ những vấn đề của với nhau. Uống miếng nước đã. Dev mới gửi cái game về anh em đợi thấy. Destiny Diver. Game này ra mắt đúng một tháng rồi, cùng gần gần cái thời điểm game tôi luôn. Game này dạng thẻ bài BBB hả? BBB thì có đâu có chơi được, dạng như tôi đây đó nhá. Thôi cho ghi anh em đẹp. Lại còn Nintendo Switch nữa chứ, không phải gửi trên Steam đó. Đừng sợ hãi, tôi chỉ là một con mèo già, thần hộ mệnh của một cái cây ở cái vùng đất Bigan này. Tôi thấy chúng ta nên chia sẻ những vấn đề khó khăn với nhau. Những cư dân trên hòn đảo này luôn luôn gì đó, tôi chưa kịp đọc nữa. Cái cây sinh sống cần có nước, chúng tôi sử dụng nó từ khoảng cách bước ra bằng cách vận chuyển ma thuật. Nhưng cuộc sống không có nước, ma thuật ngày càng bất ổn, bảo vệ cái biên giới. Thôi, để hồi tóm tắt ý đi. Có một pháp sư chỉ có thể làm được cái điều đó thôi. Đó. Thì hồi xưa dân làng sống ở khu này phụ thuộc rất nhiều về cái phép lực luôn. Tuy nhiên thì nó luôn luôn là thiếu nước, khiến cho mấy cái sinh vật này không thể sinh sôi được nữa. Thì sau này có một pháp sư tận dụng cái mà ma thuật gì đó để làm cái gì, chưa biết là tốt hay xấu.
Nước là điểm yếu của thằng đó nên nó lấy tất cả cái nước luôn. Đánh bại thằng Koji này, mình sẽ cứu rỡ được rất nhiều người. Để làm được điều đó thì mình nên ghé thăm là Baba Yaga. Baba Yaga là một cái phù thủy rất là nổi tiếng trong mấy cái truyền thuyết. Anh em xem mà John Wick thì chắc cũng biết cái tên này. Ở Việt Nam gọi là cái gì ta? Hà báo phải không? Cô ấy sẽ giúp bạn với cái ma thực của mình. Rồi, ok. Ủa, xong rồi đó hả? Ê, ê, có gì nên cái này nó sáng sáng à? Có thấy gì đâu, nhấn ép vô rồi không thấy gì hết. Qua đầm lầy, đằng một cái này hai. Ê, cái gì? Phải, cái dùng này là cái nước, mình không đi được ra khỏi đây. Tôi té xuống 2 lần rồi, muốn chết rồi. Trời ơi, mất 60 máu. Phản lợi 100% đam gây ra mình. Tức là mình bị đánh mình. Cái lỗ này đi đâu vô được không? Được được. Giờ đi sang trái đi. Ủa? Cái gì đây? Bán mắc quá à. Cái nào cũng 350 cho nó. Chỉ máu thì nó bây giờ nó lên được 3 lần. Băng băng thì nó thêm 1,5 giây nữa ngon á. Cái lửa thì thôi đủ rồi. Khoan, bây giờ sang trái lộ trống rồi ta. Bước đầu qua bển farm tiền thôi. Cái gì đây, cái gì đây? Đừng đánh tôi. Bây giờ làm sao cứu nó? Ấy da. Rồi té xong. Rồi. Lũ đạn của game té xong mấy lần chuyển sinh luôn. Anh hùng mà không biết bơi vậy? Ủa? Mình tiến được 2 anh để nè. Combo thì 5 hit. Mỗi hit có cơ hội là 0,5% đam. Giết chí mạng hả? Không, tôi không có đánh tay nhiều đâu. Hai thằng này là không thể di chuyển khi mà đang bắn. Ôi vãi cho chết à. Không. Đây xạ thủ này, mình là sẽ 5 cái loại gun. 5 cái loại gun cùng lúc luôn, trang bị 5 cái loại gun vô. Hồi nãy là cho mà cây cung của mình á cho một cái lần chạy duy nhất. Hồi nãy là tôi có đóng băng nè, chảy máu nè.
Với cái lửa nè, thêm cái xét nữa nè, qua màn 2 mới có được cái thứ năm. Cái này bốn cái trang bị thôi, tôi không muốn cái này. Không ai bình thường hết trời. Thấy méo rồi, cả hai thằng đều mà đang bắn rồi không thể di chuyển. Nè, cả hai đều bị cái lỗi này nè. Còn cái lá cờ 344 trên đây là cái gì ta? Ông này thì những cái hạt tiêu bắt của mình mở thôi. Ừ, đấy, 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 đấy. 344 nè. Cái này là cái gì? 400 nè. Một trăm quất, 100 nữa quất. Trời ơi, nó chỉ có một trong ba cái thôi. Sai rồi, tôi sai rồi. Trả tiền lại được không? Trả tiền lại cho em. Đánh mà nó không di chuyển được thiệt. Sao mình yếu gì vậy ta? Có 1% à, nhưng mà có 50 đồng là lấy đi. Hai trăm điểm là tôi thử xác luôn. Không, cái lăng đam đi, cái này chỉ xài được một trong hai cái thôi, Q hoặc là E cũng được. Rồi mất luôn cái cục tiền ở đây thiệt. Vừa trái coi có bán cái gì không.
Đây 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 đây, lỗi ở đây, lỗi ở xét luôn đây. 150 à, đủ 1 cái à. Xét 150. Thôi, tí nữa quay lại. Bây giờ là chưa có tiền nha. Bây giờ mình có 3 nè. Đủ tiền quay lại mua cái xác nữa là 4. Cái hiệu ứng thứ 5 là cái gì ta? Chào dân làng. Hai trăm ông cốc mới đây mà quay mặt đi quay mặt lại lên giá vậy đó hả? Con người với nhau tính toán đường đồng vậy. Mình đi cứu dân làng, cuộc sống nó khổ cực. Cuộc sống khó khăn mà hút máu nhau từng đồng vậy. Giờ về lên giá nữa là chửi game luôn á nha. Buôn bán với nhau trong cái thời kỳ khó khăn kinh tế như thế này. Đừng lên giá nha cụ ơi, con nghèo lắm. Đó, bây giờ mình đủ 4 cái hiệu ứng rồi đó. Băng nước lửa sét. Ủa? 200. Bây giờ đây là cái lối ra đi lên bên phải. Vừa phải đi, phía trên bên phải đây. Mắc quá cụ ơi. Này đâu phải trái đi trời. Đúng phải rồi. Bán gì đây? Nâng cái cung lên được có 3 đam mà.
Không có đường xuống dưới nữa, mình phải đi ngược về dưới rồi. Ấy da. Tiền giật giá leo thang. Cho máu mình vẫn gì nó lại tăng 5% mà máu vẫn trăm nè. Ây da, chém cái bẫy rồi mà vẫn dính vô. Còn một máu. Vãi cả một máu, lên được 41 máu. Thấy ghê vậy. Mấy cái bẫy này nguy hiểm hết á. Đây 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 đây.
Úi da, dính liền hai hết luôn, hết máu rồi. Cái này không phải là trang, không phát ra nó là trang bị thôi, ổn rồi, mất 300 tiền rồi. Sai lầm quá, sai lầm. Gì đây?
Hết tiền rồi. Già tự nhiên lao vô. Cái này ngon nè. Cái điểm này nè. Quái bị làm chậm nhận thêm 25% đau. Rất là ngon luôn. Tại vì mình bui băng rất là nhiều. Đó. Rồi, giờ đi đến boss thôi. Rồi qua màn 2. Ý da. Đen, ra đây đen. Không thấy nó bị chảy máu, anh nó chỉ bị đóng băng thôi. Chỉ là bôi nhiều hiệu ứng nó không ngon rồi. Đi ra đâu vậy? Hai cái luôn nè, không biết nó có cộng dồn với nhau không. Amber là cái gì đó, còn xét người la liệt. Bây giờ kiếm cái hiệu ứng thứ năm ở đâu ra không biết nữa. À cái này tăng lên 20 pháo. Cứ qua màn cái là nó có tục hình mất cái cửa sổ mà. Ây da. Trời ơi. Thuốc như chả mang.
cái chuyện nói chuyện đâu mà cứ đi đuổi đuổi vô hoài. 300 lắm vẫn chưa đạt được năm cái kia để mở được cái con nhân vật mới. Bây giờ cái hiệu ứng thứ năm là cái gì đây? Mình sẽ đi bên phía trên bên trái, đi qua bên trái kiếm anh liên thợ rèn. Cái này là vô nghĩa như mình nha, cái hạt tiêu item của mình nó tính theo số lần. Đây nè, giết 10 con thì nó mới hồi 15% máu, nhưng mà cái này nó giảm kinh đao, thì thật ra cái con này nó chả có kinh đao luôn. Bây giờ nó chỉ nâng cấp vũ khí không à. Cái gì? Tự nhiên đứng yên. Rồi thì cái map không nặng thiệt á. À, cái hình như ổng nâng cái chi quy của mình lên mà. Nâng cái chi quy mình đi. Thank you.
Trên này mém có gì vậy hả? Dạ. 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 Phải đi qua gặp nguyên một bầy quái. Phía trên là đánh boss rồi. Đi qua bên phải là ghè. Đi lên phía trên bên phải đi. Vẫn chưa đủ cái hiệu ứng thứ năm ta. Rồi bắt buộc đánh boss luôn. Cái chiêu quy của mình, cái chiêu bắn chuột phải nè, vẫn còn thiếu cái hiệu ứng thứ năm để mở được cái thành tựu là con hay chưa. Bây giờ đánh boss mà đánh không lại nữa là thua luôn á. Chua nha. Ê dạ, cái gì? Sao mày né? Thôi rồi tôi rồi. Rồi xong. Vô phương. Xếp binh gì đây nữa? Để anh ta lấy F4 à. Không ai có thể đi trở về từ cái hòn đảo nhưng không thấy ngừng có những anh hùng mới tìm đến. Tức là mình chỉ là một trong số những thằng anh hùng đó thôi. Toàn là mấy thằng mà đang bắn thì không thể di chuyển không à. Giết liên tục thì sẽ tăng cái tốc độ bắn lên 2%. Tăng cái cơ hội đòn đánh đầu tiên là điểm chí mạng lên 20%. Con này bui cận chiến rất là ngon luôn. Nãy giờ mới bui đến tay không à. Giết không thở gàng á. Ủa không giết mơ man. Upgrade một kỹ năng lên mức tối đa. Giết 100 quân địch. Ủa sẽ tuôn 100 quân địch. Tuôn này làm bằng gì đó. À, nãy tôi muốn mở cái này nè nhưng mà không có tìm được cái nguyên tố thứ năm, cái nguyên thứ năm để cho vô cái chiêu bắn cung năm gái thì mới mở được. Những cái này đã mở rồi, vậy là gần phân nữa rồi đó, không phân nữa rồi. Khám phá cũng được khá khá con game. Nếu như nâng được mát cái cây này luôn thì nó sẽ mạnh hơn khá nhiều. Rồi ok. Game này hôm nay chơi đến đây thôi.
Bye bye anh em, game này cũng thú vị hết đó nha. Tuy nhiên thì tôi nghĩ con game nó hơi ngắn thôi, chắc có khoảng 3 đến 4 màn chơi là hết. Rồi, bye bye anh em, hôm nào rảnh thì chơi tiếp.